Mọi người ạ, à, thì ở đây thì mình có thấy một một ngôi nhà đấy, một một ngôi nhà ở cạnh đường thôi. À, xung quanh không có ngôi nhà nào đâu. À, thì mình sẽ thử dây hỏi xem. Ni hao. Ni hao. Các cô ở đây có phải người Việt Nam ra đây làm không? Việt Nam à? Cháu cũng người Việt Nam à? Cháu là người Việt Nam. Đây live stream à? Cháu ra đây chơi ạ. Các cô là ở đâu ạ? Ở trên Bắc Hà. Bắc Hà, Bắc Hà hết ạ? Ở trên ở Bắc Hà ấy. Còn cô này cũng Bắc Bắc Hà. Hà. Cháu đi qua đây thì cháu thấy ở đây cháu nhìn giống giống người Việt Nam ấy, thì cháu đây hỏi chơi. Đấy là dạo người Việt Nam mà. Cho cháu hỏi là các cô đây làm những công việc gì ạ? Làm việc gì ở bên này ạ? Đi đang vừa mới vào này. À, vừa mới hôm nay ra. Còn cô này chắc ra lâu rồi chứ? Là ở đây làm việc gì ạ? Còn chưa được đi làm đâu. Chưa đi làm ạ? Mai mới bắt đầu đi làm. Mai mới đi làm à? Làm xưởng gỗ này ạ? Cho em hỏi một chút được không? Ở bên này làm lương có cao hơn Việt Nam không? À, cô ở bên này làm lương có cao hơn Việt Nam không? Cháu đi hỏi là em biết kia. Cô không biết à? Cứ đi làm mà không biết lương thì đi làm gì? Mấy nhà lên đây làm, chưa làm ngày nào đâu. Cháu nhìn cô quen quen ấy, hình như cô có đi ở đi Mường Khương không? Không phải đâu, Năm Hư thôi. Nấm Lừa à? Cháu nhìn quen quen. À, Cốc Ly ạ? À? À, đây Cốc Ly ở đây làm nhà rau. Ở đây là làm xưởng gỗ à cô? Làm đây có mệt không ạ? Mệt à? Lương có được 150 một ngày không? 100 thôi. Một ngày 100 à? Một ngày là 300 tiền Việt mình. Đấy, một tháng 3.000 à? Một tháng 3.000 cũng được 9 triệu cũng bằng ở Việt Nam. Ở Việt Nam đi làm cũng được 7-8 triệu mà. Ở đây là cùng một huyện ra đây hết à? Vậy cháu cảm ơn nhá. Cháu đi đây. Đi bộ à? Vâng, cháu đi bộ. Cô có đi bộ cùng cháu không? Đấy mọi người, thì ở đằng sau mình đây là một cái chỗ này là các cô người Việt Nam sang bên này làm và sinh sống ở đây. Thì bây giờ mình sẽ ở đây mình sẽ cho mọi người xem công việc ở đấy một chút này. Đây. Đây mọi người. Đây là một cái chảo để nấu cơm, nấu ăn này. Đây. Đấy những công việc ở đây này. Thì mình sẽ vào bên này hỏi thăm ở đây một chút nhé mọi người nhé. Ở đây là làm xưởng gỗ. Đấy một ngày 100 là một ngày là khoảng 300 nghìn ở Việt Nam mình. Không biết đây có ai người Việt Nam ở đây không? Nãy mình lên đây thì mình có thấy giống như người Việt Nam thì mình sẽ dừng lại một chút để mình hỏi. Anh ơi, có phải người Việt Nam không anh ấy? Anh đúng là người, anh có phải người Việt Nam không ạ? Thì ra đây hỏi anh này một chút. Không, em ra đây chơi ấy mà. Anh cho chú thôi nhỉ. Chú là ở đâu Việt Nam ạ? Chú quê ấy. Lào Cai. Lào Cai à? Ra đây sang bên này làm à? Ở bên này thì cho cháu hỏi một chút là ở bên này thì chú là làm bóc cái này và mang gỗ đi đâu để làm à? Hay chỉ ở đây thôi? À, chỉ ra bóc đây thôi ạ? Chú không biết đâu. Không ở đây như kia. Thế chú làm đây là bao nhiêu tiền một tháng ạ? Đấy là 80 đồng thôi. 80 đồng thôi? 80 đồng thì khác gì ở Việt Nam đâu chú. Ở Việt Nam làm cũng thế mà. Không, bằng nhau ấy. Dạ? Đấy, sang bên này tăng con làm 3 mấy không nữa. Sang bên này nhiều hơn hả? Giống nhau, nên là sang bên này thăm. Sang chú làm hủ bác. Thăm cô chú bác ở đây à? Công việc bóc vỏ cây thông. Chú làm đây lâu chưa ạ? Vừa mới làm được một tuần. Một tuần ạ.
đây người. Đây mọi người có thể thấy đây, đây là chú, công việc của chú là bóc vỏ cây thông. Đây là một con dao này sắc lắm nhỉ. Chú là người đồng bào dân tộc gì hả chú? À Mông ạ. À, đây mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái công việc ở bên Trung Quốc này. Sang bên này để làm công việc bốc vỏ cây thông. Đây là một cái xưởng cây thông này. Chú kia có phải người Việt Nam không ạ? Cháu chào chú ạ. Dạ vâng. Chú sang bên này làm lâu chưa ạ? Làm 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Chú sang bên này trước chú kia ạ? Cho cháu mượn xem này. Ui cái này này. Cái này khá là sắc luôn. Chú là ở Bắc Hà? Đó, ở Simacai. Simacai. À thế cũng gần nhà cháu. Cháu ở Mường Khương. Mường Khương cả. Vâng. Cũng sang đây chơi nhỉ? Vâng. Ở Mường Khương với Bắc Hà thì cũng gần nhau nhỉ? Gần nhau. Cháu ơi. Ở đây là công việc chủ yếu là chú sang này làm những công việc như nào? Bốc cái gì cũng làm, bốc này đi nương phun thuốc các kiểu linh tinh, đi gọt dứa hoặc là đi hay xô xô làm bất cứ cái gì cũng làm. Ý là làm cho chủ ở đây à? Không, chủ nó ở bên kia. Bất cứ một cái gì cũng làm. Ở bên là người ta trồng trò gì đến mùa thu hoạch thì mình đi làm. Mùa thu hoạch mình có cái việc gì thì mình làm cái việc đấy. Thế chú ở xong này lâu hơn thì chú lương cao hơn mấy chú kia? Không, nhiều hết. 100 đồng ạ? Vâng. 100 đồng. 100 đồng tháng 3.000 cũng cứ 90 triệu nhỉ? Ôi, có ăn thua. Có ăn thua cũng như ở Việt Nam ạ nhỉ? Cũng như Việt Nam ạ. Bây giờ thì làm đâu thì lương cũng thấp thấp thôi. Ở đây là cái vùng nông thôn thì nó cũng thấp thôi nhỉ chú nhỉ? Vâng, vậy cháu cảm ơn nhé. Dạ vâng, cháu lên đây chơi thôi. Chơi thế à? Vâng. Ở đây đa số đi đâu hôm nay đi đâu toàn gặp người Việt Nam mình ấy. Ôi, Việt Nam đa số là Việt Nam mà, nhiều lắm. Người Việt Nam mình ra đây làm việc nhiều à? Nhiều. Vâng. Vậy cháu cảm ơn nhá. Vâng. Ôi mọi người ạ, thì đa số ở đây thì toàn là người Việt Nam mình sang mê làm việc nhiều thôi. Ôi. Ôi trời. Wow. Đi những con đường như này thì rất là nguy hiểm luôn. Đấy mọi người ạ, thì em Tuấn là 18 tuổi. Em Tuấn thì năm nay là em Tuấn là chọn con đường đi khám phá Trung Quốc và khám phá những nước ngoài và những cuộc sống của người vùng cao Việt Nam mình và Trung Quốc. Thì rất mong cô chú và anh chị yêu quý em Tuấn để đăng ký kênh cho em Tuấn, để em Tuấn có thật nhiều sức khỏe để đi khám phá những cái vùng nông thôn ở bên Trung Quốc. Và em Tuấn chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào quý vị khán giả thân mến trên kênh Tuấn Vlog. Chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhá. Thì hiện tại là em Tuấn đang có mặt ở một cái vùng ranh giới Việt Trung, hàng rào bên qua quả đồi kia là cái hàng rào biên giới này. Cách bên này là một cái vùng vùng xá của một cái vùng xá ở nông thôn ấy mọi người. Thì mình sẽ muốn xem là cuộc sống của người dân Trung Quốc là đi làm có cuộc sống của người dân đi làm như thế nào, và công việc của người ta có như công việc của người ta như thế nào và có khó khăn không. Ở đây thì mọi người ạ, đây là một chiếc xe ba bánh ở bên phía Trung Quốc này. Ở đa số ở Trung Quốc đều mỗi nhà làm nông ấy đều có những cái con xe ba bánh như này. Những cái xe này thì đi chở đồ đạc thì rất là tiện lợi luôn cho công việc. Thì mình có thấy ở dưới kia là có một hộ gia đình đang ở dưới kia để đang đốt nương kìa. Và dưới kia còn nuôi rất nhiều con vịt, con chó nữa. Mình không biết mình sang bên này anh này có cho không. Nè hao. Mình sẽ vào trong đấy chơi. Tôi vào đấy chơi được không? Tôi vào chơi được không? Tôi vào chơi được không? Tiếng Việt đúng không? Nói chung là người dân đây thì cũng rất thân thiện thôi. Tôi có thể进来玩吗？玩啊。我可以进来玩吗？可以。
Tôi muốn xem cuộc sống ở đây một chút. Cái này không có điểm du lịch gì. À, tôi muốn đấy. Tôi muốn xuống đấy chơi. Quán à? À, tôi muốn xuống đấy xem một chút. Có gì à? Được không? Không được à? Được không? Anh không cho à? Được không? À, được, được. Chị anh bắt được con gà. Thì bây giờ mình vào vào xuống này xem cuộc sống của mà người nông dân ở đây xem thế nào. Đây xem cuộc sống có như ở chỗ Việt Nam mình không. Đây là một cái vùng nông thôn. Đấy, ở bên Trung Quốc người ta làm nông như ở phía Việt Nam mình thôi. Xem cuộc sống ở đây người ta có vất vả như ở Việt Nam mình không. Đây là một cái nhà chuyên chăn nuôi thôi. Đây là chỗ ở để anh chăn nuôi sao? Đúng vậy, chúng ta đang ở đây. Đây là trồng trọt và chăn nuôi. Tôi vào đây chơi một chút. Máy tập. Đây ở đây là có cái máy sát này cho gà ăn này. Cái mẹt này đúng là mẹt hay. Đúng rồi, anh ở cho con gà bé ăn. Gà rừng ấy. Đây là những cái ngô để phơi khô. Nói chung là người dân đây cũng thân thiện thôi. Đây là chỗ ở của anh ấy, trồng cả ngô luôn này. Mình thì mình cũng chưa biết nói tiếng Trung mấy, thì mình cũng cố gắng học dần, đang sử dụng tạm cái máy phiên dịch này. Wow. Cho em hỏi anh ở đây một mình thôi sao? Cái này là máy phiên dịch, phan gì vậy? Tuy là anh ở đây một mình chăn nuôi thôi sao? Vì đây là đói nuôi trồng lại không đánh thuốc trừ sâu có phải không? Tôi là ở đây là ý anh bảo là ở đây là trồng trọt đây và chăn nuôi ở đây không phun thuốc trừ sâu gì cả. Không khí gì hả? Tự nhiên. Tôi rất an toàn, không đánh nông dụng. Thời gian cũng rất an toàn. Tôi là an toàn. Ôi. Con gà bé này nó chạy lên trên đường. Ở dưới này à? Vậy tôi có thể xuống dưới kia xem một chút được không? Ý là ở đây là không phun thuốc trừ sâu, không cái gì tự nhiên hết. Đây là một cái
trang trại ở đây. Anh bảo đi chậm thôi à? À, anh bảo đi chậm, đi cẩn thận. À. Trời ạ. À, ở đây là ngô không phun thuốc trừ sâu, các kiểu không phun thuốc trừ sâu, tự nhiên hết á. Để cho gà ăn á. À, cũng may mắn xuống đây thì có anh này, người dân đây thì cũng thân thiện và cuộc sống của người ta đây. À, như thế này đây mọi người. À, đây là, ui. Đây là chỗ nuôi gà của anh sao? Sữa. Đúng đấy. À, đây là một cái chuồng gà. Ui, nuôi cả lợn luôn. À, mày, mày. À, đây. Ồ. Anh quay đâu vậy? Ôi, đây, mọi người. Ở đây còn nuôi cả lợn luôn cơ. À, lợn tự nhiên luôn này. Gà luôn, chuồng gà luôn. À, cu 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 cu. Cú 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 cú. Anh không quay lên kia, đây, qua đây. À, đây. Người. Đây là chỗ chuyên để chăn nuôi và trồng trọt ở bờ, của anh của anh chú này. À, nước này là kéo, chắc là kéo từ trên đồi xuống ấy mọi người. À. Ui. Nhiều một cái trang trại nuôi khá là nhiều. Ở dưới này có nuôi cá không? Đây công việc của các chú ở đây đây. Đấy. À, cũng trồng trọt và chăn nuôi thôi. À. À, xí xí à. À, đi. À. Có con chó. À, hình như chú này uống rượu hay sao ấy nhỉ. Thôi thì ăn. trông gà kiểu à? À, ý là con chó này để nuôi ở đây để con chó này to lắm, bởi vì sinh sống ở đây là trong chăn nuôi và trồng trọt đây là phải nuôi con chó to để bảo vệ gà. Có người ai mà ra có ý định ăn trộm ăn cắp thì không thể qua được con bạn chó đấy. À, đi về à? À, chúng tôi đi về đây. Đây mọi người mới để xem những con gà, những con ngan này đấy, được nuôi ở đây đấy, cũng rất là nhiều luôn, cũng khá là đẹp mọi người. Đây là một cái khu vực trang trại để chăn nuôi và trồng trọt của một gia đình đấy, giáp biên đấy, bên kia là biên giới rồi mọi người ạ. Đấy, ở đây nuôi ao cá tự nhiên này luôn mọi người. Rất là chill. Ở đây còn có con lợn này. Tít 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 tít. Kích 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 kích. Đây mọi người xem những con lợn này. Lợn này anh nuôi được mấy tháng rồi? Đã 2 tháng rồi. 2 tháng, 2 tháng con lợn này. To. Ở bên Trung Quốc nuôi lợn phải đến 300 cân. Tại Trung Quốc nuôi chú yào 300 cân. Ingai koyi a. Ai hẳn là có thể à. À, trước mình đi cũng xem một cái chuồng lợn nuôi khá là nhiều, đây anh nuôi ít thôi. À đi lên trên kia đi. Khởi cho anh đi trước. À đi. Ồ, đây là cái chuồng gà. Cái này là hiện tại mới bắt đầu. À. Ở cái địa phương. Đây. Đều là toàn cả cái cây mì. Ồ, cây mì à. Toàn cả cây mì nuôi, không dùng phân liệu. Wow, ăn đó cái này. Không cần thức ăn gia súc. À, lấy cái đây luôn. Anh tự trồng để anh cho
gà cho lợn ăn luôn, không phải mua. Tôi à? Ở đây là một cái bãi ngô rộng này luôn. Ấy ngô người các chú ở đây còn làm cái vòi phun nước để tưới ngô cơ. Ở số phía Việt Nam mình thì không cần tưới, mà chú ở đây thì có cái vòi phun nước để tưới cả ngô luôn. Đây một chú tự chăn nuôi, tự trồng ngô ấy để cho gà cho lợn ăn, không phải mua. Hai vợ chồng sinh sống ở đây. Ở dưới kia, vậy ở dưới kia dự tính của anh có nuôi cá không? Đúng vậy, bây giờ đặt cá giống lên bờ rồi. À, ý là có cá rồi ấy, cá giống ấy. À, cũng đi một đoạn đường thì cũng khá là mệt đấy mọi người. Cái máy này bảo cái máy này phiên dịch đúng hả? Lên trên kia đi. Anh này bảo cái máy này phiên dịch đúng. Đấy. Mọi người quan tâm thì mọi người nhắn tin Zalo ở phần ở dưới tiểu sử cho mình nhá. Đây thì mình cũng cũng đi một đoạn từ dưới kia thì cũng khá là mệt mọi người. Đây mọi người, ở đây còn có cái vòi nước này. Chú bảo tưới ngô. Còn ở chỗ mình thì không phải tưới ngô đâu. Ngô ấy, ngô cứ cho tự nhiên thôi. Cũng xuống dưới kia trải nghiệm được thì bây giờ thì bọn mình sẽ phải di chuyển đi tiếp những chỗ khác để xem cuộc sống đây. Giờ chúng tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh. Xin chào. Đấy mọi người, thì mình cũng vừa cùng anh đấy đi xem cái nhà của anh đấy trồng trọt và chăn nuôi ở đây. Đây, anh nhìn như này cũng như kiểu một cái lều thôi, lều nhỏ nhỏ để ở tạm thời thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi tiếp để mình xem cuộc sống của người dân ở đây làm những công việc gì, có liệu có vất vả như ở Việt Nam không. Thì mọi người hãy xem hết clip này thì cho em Tuấn một like, một đăng ký kênh nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi. Đây mình sẽ đồng hành cùng mình là một chiếc xe ba bánh này. Hãy đùa thôi, xe ba bánh của anh đấy đấy. Thì bây giờ mọi người hãy theo dõi clip này để mình đi tiếp tục những cái hành trình này của mình nhé. Mọi người, thì mình đi một đoạn đường thì mình có thấy một cô đang đi đeo điệu đi đâu thì mình sẽ hỏi nhá. Ni hao. Cô đang đi đâu ạ? Cô đang đi đâu ạ? Ni nào chi nào nì? Không thèm nói chuyện với mình luôn. Cô không nói chuyện với mình. Mọi người. Kìa. Đấy, cô đang không biết đi lấy gì ấy. Cô đi lấy gì à? Ôi. Không biết đi lấy gì luôn mọi người. Đeo điệu đi lên trên cái hòm rừng này. Không biết chắc đi lấy cây chip chắc đi lấy cây chip mọi người ạ. Chắc đi lấy cây chip, mình thử đi hỏi đường xem nhé. Mọi người đừng có bảo mình vô duyên nhé. Mình chỉ muốn đi tiếp cận người dân ở đây để mình nói chuyện thôi. Chặt củi không biết đi lấy cái gì luôn. Chắc lấy củi lấy củi mọi người ạ. Cô lấy củi ạ. Cô đang làm gì vậy? Nǐ gài chà shěn ma? Sū sū, nǐ zài gàn shěn ma? Chắc lấy củi rồi. Thôi. Mời hạn mình nói chuyện với cô ấy không được thì thôi mình sẽ đi tiếp vào cái bản làng này nhé. Mình cũng thấy bản làng này rồi thì mình sẽ cho mọi người xem là cuộc sống của người nông dân ở đây người ta sẽ làm những cái công việc gì nhé mọi người nhé. Ui, ở đây thì đa số là mình thấy người dân ở đây là trồng trọt những cái vườn su su này. Đấy, cũng khá là rộng lớn. Thì mình không biết là cái bản làng ở trong trong cái khu vực ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc này thì người ta sẽ làm những công việc như nào, có giống Việt Nam không?
và công việc của người ta có vất vả không mọi người ấy. Thì mình cũng khá là lâu rồi mình không ra video được ấy, thì bây giờ mọi người hãy cố gắng, mình cũng bận công việc một chút bởi vì đi Trung Quốc thì giờ sổ của mình đang trục trặc, với đang trục trặc thì mình đi cũng lâu ấy, thì mình phải 2-3 ngày thì mình mới được đi một lần ấy, thì mình đi một lần thì mình sẽ quay 1-2 cái video ấy.